tinh, thích thì làm. Video này toàn là những sự linh tinh mình góp nhặt được, cho nên rất là cảm ơn nếu mà các bạn dành thời gian xem nó. Đây là video thứ tư trong hành trình chinh phục đỉnh Kỳ Quan Sam. Tập trước thì mình đã được mãn nhãn chiêm ngưỡng biển mây núi muối thần tiên. Thì ở tập này, đôi chân cả đoàn sẽ phải rất là vững vàng để vượt qua những con dốc tử thần, những sóng lưng khủng long dài lọt thỏm giữa trời mây giá rét. Bù lại thì cảnh trời chiều lòng người lắm. Cùng xem nha. Sao mì tôm trứng? Quay nhầm dân sụt, còn không về là không có, không có sụt. Mà không quay á, mẹ em sẽ hỏi. Mẹ em sẽ hỏi là ủa tại sao không thấy ăn sáng đồ. Thiệt á hả? Ừ. Sao con dâu về sáng nay cho mẹ con ra mẹ em gì hả con? Bữa phụ là gì hả con? Linh ơi, đẻ nhiều gái ra lo những quả là không phải những quả như này đó. Linh ơi. Đây 8 giờ anh nhỉ. 8 giờ rồi. Ok. Xuất phát lên đỉnh Bạch Mộc Lân Tử. Không cần nhiều quá đèn đâu. Nay em cũng là mất rồi nữa nha chị. Em sắp buồn lắm rồi. Đã về nhà. Mới sáng ra nè, leo dốc rồi, cởi hết đồ luôn rồi, nóng quá, dốc thẳng đứng luôn rồi, mới sáng ra mà thở như chó rồi nè mọi người, rồi tiếp tục. Mệt quá. Lên tới khúc này toàn là thảm thực vật, rừng trúc, cây họ tre họ trúc thôi. Hả? Ừ, không, anh không bị thay đổi nhiệt độ á. Em thở bằng mũi, em đừng thở bằng miệng. Đây. Ôi giời ơi, những đứa con của núi rừng hú hét.
Đó, đó sẽ là cái cong dốc mà cả đoàn sẽ phải vượt qua vì khuất cái cây này rồi. Đó, đó, leo lên tới trên cái đỉnh kia, rồi vượt qua cái đỉnh kia, rồi mới tới cái đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử. Em nhìn cái dốc này em sợ quá. Ôi giời ơi, một cong dốc kinh khủng. Ôi mệt vậy luôn. Ô, dốc không là dốc, không thấy miếng nào thoải luôn á. Thấy đồ dốc không? Cố lên. Qua khỏi con dốc này là tới con dốc khác. Tuyệt vời. Rồi rồi rồi. Mệt nha, khúc này nãy giờ là rất mệt luôn nha mọi người. Nó dốc mà nó dốc đứng luôn á. Mọi người nhìn này. Đá. Dốc kinh khủng. Đi vòng bên đây nè. Khó leo cực kỳ nha. Đây. Anh ơi xem cái video gì anh? Thái ơi lên đây mình xem video đẹp em ạ. Ok. Phải lên một phát lên trên này, em kéo lên mà. Cứ kéo lên xong cân nào. Kìa, có cái hốc của bên đây phải kìa, thấy không? Chị lên bước cái hốc bên đây. Đó, đây chính xác. Nào, đưa tay đây. Ủa, cái này phải quay anh ơi. Anh lên đi quay anh. Ok. Thôi không sao. Anh quay người khác là được rồi. Ok. Anh coi cái này có nhét vô ba lô em được không? Nhét vô ba lô dưới này. Ừ, chị giống như lúc nãy. Anh lên trước đi. Chị giống như lúc nãy đấy. Hốc này phải nghiêm túc rồi. Thì cứ cứ giẫm cái chân phải mình cao lên nha. Chân phải giẫm vào đây đi. Chị có đấy, đấy xong chị bỡ chị cầm chắc tay ở trên kia. Được rồi, chị bước bước chân trái sang bên này. Cho tốt. Đây đây. Quay đi đường, cái này đi cái nào quay không được. Thả thừa hơn thiếu. Em kêu Nam quay cho. Đây đang quay rồi. Ok. Từ từ nhá. Từ từ cho hai người lên. Má ơi. Thái ơi, anh không biết em biết tin này chưa chứ quần em rách luôn rồi đó. Rách luôn rồi hả? Ừ. Bự không? Cũng không bự lắm, tức là nói chung đi vẫn bình thường. Rách này là chắc do này vướng tia đinh đó. Nào, coi như phải vít dưới leo lại. Anh đi xuống à? Vâng. Lên nè. Ui. Easy.
Chết rồi Thái ơi. Sao anh? Em quay tham lap rồi. Ủa bốn quay đàng hoàng mà. Quay tham lap hết rồi. Đâu đâu đâu. Đây. Oh. Yes! Rồi. Oh. Bạn ơi, bạn mình hỏi thăm bạn xíu nè. Cho người ta vậy mà kêu người ta là Alaska Shopee ha. Ừ. Trời ơi. Thường quá. Này, sao lên tới đây vậy? Hả? Con muốn đi leo núi hả? Hả? Con muốn đi leo núi hả? Lạnh không? Lên trên kia đi ăn hả? Ăn trưa với mọi người luôn. Đi đi. See you. Trời trời trời. Trời 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 trời. Trời trời. Nhìn leo dễ. À trời. Giỏi ghê không? Em lấy cho anh cái chân máy cho anh cái. Nên để vậy lại cái gì? Cầm chiếc cái này. Cái tủ. Ai ở trên vậy? Ai ở trên vậy? Cũng to nhỉ. Nhưng mà không sao. Cực luôn thấy không? Nè quay cảnh từ dưới đi lên đó thấy không? Nhưng mà em nghĩ là quay tường sau hay tường trước này đẹp rồi. Đằng sau thấy được cái cảnh mây nè. Rồi. Mày bấm lại cho anh biết. Mày em kia quay này. À. Break. Quẹo vô khúc cô luôn nha anh. Xỉu up xỉu down với cái khung cảnh này. Trời quá, má ơi quá trời biển mây luôn. Đâu chứ? À. Rồi vô. Thật sự là xỉu up xỉu down với cái khung cảnh này. Rồi, thẳng đứng xuống dưới rồi. Này, hello con, nhường đường cho con đi nè. Đây, tránh con quên đường rồi đó, con đi đi. Con đi lên, con leo lên. Đây, nhường đường cho con leo lên nè. Cho thanh biết đi qua luôn. Đấy. Chó leo núi giỏi cực. Rồi, mấy anh nhường đường cho em đi nào. Hồi nó leo à. Mấy con này leo lên. Dạ. Nhưng mà leo xuống nhìn rén anh ơi. Ừ. Leo lên không sao. Ui, đoạn này em ơi. Đoạn này lại phải lên để tác nghiệp thôi. Mấy đoạn nào cũng quay ta. Thôi, ai lên trước đi. Đúng rồi. Quay lên nhiều về. À. Lên trước, quay. Xong rồi, leo xuống. Mấy đoạn này, đoạn nào cũng quay anh à. Đoạn dốc này lên quay. Quay ở chỗ cái bạn áo đỏ em đứng. Ừ. Nha. Em nghĩ là hồi nãy mình đứng dưới mình thấy nhiều người đứng ở đây. Đây là lý do. Giờ mình cũng thế này. Trai đẹp ở sau lùm cây không? Trai đẹp, hư. Trai đẹp ơi. Này, ở sao, sao, đây nè. Đây sao, bạn con đây. Bạn con đây, ở kêu cái gì đó. Đau chân, không có lên được. Đau chân, không có lên được. Đi xuống nha, đi xuống nha, đi xuống đi. À, mình đi xuống đi. Mình đi xuống đi. Đau chân, không có lên được đâu, đi xuống đi. Ham chơi ghê á. Rồi giỏi ghê luôn. Hai em này giỏi ghê. Leo lên tới đây. Con đi xuống nha, đau chân rồi. Nhìn lại mới ghê chứ còn cứ leo thẳng lên. Cứ xuống. Lấy mình xuống là xuống cái này luôn. Đoàn vừa người vừa chó thi nhau nắng nè. Dạ. Yeah. À, hơi nắng xíu mọi người ơi. Wow. Má ơi xỉu up xỉu đau. À, với cái biển mây này. Rén không? Xíu nữa đi xuống bò đúng không? Cả lết luôn. Rén nè, đó, hướng này là rén nha. Nhưng mà cái rén xứng đáng nha. Nhìn ngược lại hướng này nè. Trời ơi. Rén đi vừa đè. Siêu đẹp. Ai, sắp tới cái đỉnh này rồi.
qua đỉnh này để lên tiếp một cái đỉnh nữa, chứ không phải lên tới đỉnh này là xong. Đây 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 đây. Đi đâu gặp chó cũng muốn quay á. Ồ. Cậu Vàng, em đặt tên là cậu Vàng. Chiêu quá ha. Hả? Chiêu quá dạ. Chiêu quá ha. Leo lên tới đây, cái nghỉ mệt cái nằm cũng sướng. Đời người đâu sướng được như đời em đâu, em chó. Bên cạnh em chó có mấy bông hoa xinh xinh. Ồ, nằm ngủ kìa. Bye bye em chó. Ủa? Không ngủ nữa hả? Nghỉ mệt đủ rồi à? Lên nào, lên nào. Thể hiện sự dẻo dai của những chú chó vùng núi nào. Lên, lên con. Lên 1, 2, 3, nhảy lên liền. Nhảy lên nào. Vô, cố lên. Mình mạnh mẽ lên. Kỳ quá à. Giờ đi sau anh Bá nha. Đó. Đây. Vậy đi sau anh Bá nha. Vô ống kính của anh Bá nha. Xuất sắc. Lên đi, con lên trước đi. Con lên trước đi nào. Con lên trước đi nào. Cao quá hả? Dễ mà. Đấy, cứu một không? Cứu một không? Lên, lên. Lên đi con. Chà, phải bám. Bám vô đầu. Lên. Đây là cái đỉnh gì đây, nhưng mà leo lên tới cái đỉnh này rồi nè. Đó. Đó, thấy ở trên kia không? Thấy đỉnh rồi. Ôi,
như nào vậy? Khùng vậy. Núi rừng thiệt sự rất khùng vậy. Ê ơi, đường nào ơi? Dưới. À dưới không? Vậy, vậy, hello mọi người, đây, còn bên kia là kia. Đó. Bên bên kia nó hello mọi người, thì bên đây cũng hello mọi người. Lẹ lắm ơi. Lòng đẹp tôi. Rất là rén. Đi nữa nào. Không nghỉ. Hành trình tiếp theo. Này là núi đá rồi. Người ta đi như không đó nhờ. Ừ. Nhẹ nhàng. Rồi, giờ làm thử thách chạy lên tới đỉnh nha. 2, 3, chạy. Đây, để em. Xin mời. Wow. Xỉu up, xỉu down. Đừng để em quay đã. Rất là hùng vĩ. Núi non Việt Nam rất là đẹp luôn. Này, cho mọi người coi. Đó. Phía ở cái sóng lưng đó là đoàn của mình đó. Vẫn đang leo đó. Rồi, ở đây thì có vài anh em đang quay nè, đang leo này. Nhìn vậy chứ nó dốc lắm mọi người. Nó không có chỗ bám á. Rồi, biển mây khắp nơi nè. Mây trắng trời luôn. Rất là đẹp ha. Rồi đấy. Em có thể rẽ trái cũng đi được nhá. Rẽ trái cũng phải. Chuyến đi xứng đáng. Bình Một Lương Tử đẹp. Yeah, lên tới đỉnh rồi. Đây là đỉnh nhỏ. Qua cái đỉnh nhỏ này rồi lại lên lên đỉnh Bình Một nữa. Chứ đây không phải là đỉnh Bạch Mộc đâu nha. Cảnh sắc núi non hùng vĩ lắm mọi người ơi. Siêu hùng vĩ luôn. Lên đây thấy lạnh rồi đó. Mặc dù nắng nhưng mà lạnh. Wow, thấy bên kia xa hay sao? Mọi người đang leo kìa. Mọi người thấy chưa? Phía kia có một cái láng không? Láng đó là láng của những cái đoàn đi leo núi á. Họ sẽ ngủ đêm ở đó đó. Thì mình sẽ đi theo hướng này này. Rồi đi hướng mon theo cái con đường mòn đó. Đó có những bạn đang áo xanh áo đỏ.
thì theo hướng đó thì mình sẽ lên tới đỉnh Bạch Mộc ha. Và dự kiến là khoảng bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ chắc mình đoán khoảng 10:30 thì tầm 12 giờ theo như anh nói thì khoảng 12:30 gì đó sẽ lên tới đỉnh. Ăn trưa ở trên đó. Trời ơi, nó lạnh lắm mọi người, nó lạnh mà đến mức mà ví dụ như mình là nó lạnh cái răng luôn á, gió nó rít vô trong kẽ răng luôn. À, ra cái kèo kèo gân cho nó ấm bụng, nó có ngọt nữa, bổ sung đường. Chân giữa con đỉnh này thì cảm nhận cái giá rét rít từng cơn thấm vào da thịt luôn. Mình ngồi đợi đồng đội, sau đó cả đoàn lại tiếp tục hành trình vượt núi leo lên đỉnh Kỳ Quan San và ăn trưa ở đó. Cùng chờ tập sau của Linh Tinh Thích Thì Làm nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nếu mà đã chọn xem video này, bởi nó toàn là những cái sự linh tinh được mình góp nhặt thôi. Hẹn gặp lại.